Con chào bác Thức. Dạ rồi con mời bác vô trong luôn. Dạ con chào mấy chú mấy bác. Dạ. Dầm mưa dậy nắng nhiều quá đen. Dạ con chào chú. A Mỹ ơi, lâu quá mới gặp A Mỹ ha. A Mỹ khỏe không? Mỹ khỏe, Mỹ mệt lắm, đau trong này trong người đủ thứ. Dạ. Ăn nóng tiêu, đi cầu cũng được. Dạ. A Mỹ là bị hai cái bàn tay. Với hai cái chân luôn là không có còn cái cẳng chân để đi luôn. Ví dụ như mấy chú mấy bác ở đây thì một người là bị một chân, là A Mí là hai chân với lại hai bàn tay đây. Còn chỗ nào nữa không A Mí? Dạ chào chú Đốc. Chú Đốc cũng bị hai chân luôn hả chú Đốc ha? Dạ hai chân luôn. Dạ một tay còn nguyên hả? Một tay thì bị ghê rồi, ở có một mình thôi đó, tự nấu ăn nấu uống vậy luôn. Dạ không có điều kiện đi lại giống chú Chip ha. Chú Chip là được đi đó đi đây rồi chạy ra ngoài kia à, như chú là đi không nổi đâu ha. Thì ông bác sĩ mà đi. Dạ bác vụ cho bệnh nhân mà. Dạ nghe nói hồi xưa là chú Đốc đi lính bên cách mạng ha. Là năm nào gì chú Đốc? Năm không biết năm nào quên mất mình quên đi mất à. Đi giờ nào có tham gia chiến trường nào không? Campuchia hả? Không đi tốt tốt không du hưng dữ đa bàng. Ồ dạ đa bàng á. Đa bàng á. Dạ dạ rồi chúc chú Đốc nhiều sức khỏe nghe, chút nữa gặp lại. Dạ chào cô, sức khỏe này sao cô ơi? Cũng bình thường. Bình thường ha. Mình là bị một chân hả cô? Năm nào cho cô bỏ chân đây, năm nào cô hả? Mới bỏ 2 năm rồi. 2 năm thôi. Là ở đây hay là ra Quy Hòa bỏ? Quy Hòa. Ra Quy Hòa ha. Là mọi chi phí là... Không có. Ở đó nó tài trợ. Ở trong đó tài, ở ngoài đó tài trợ hết ha. Dạ. Dạ rồi cảm ơn cô nha. Con chào chú. Chào. À, lần đầu tiên con gặp chú hay sao á? Đúng rồi. Đúng không chú? Đúng rồi. À, bữa giờ chú ở đâu mà mấy lần trước con không thấy? Cũng ở đây chứ mà không gặp rồi chứ. Ồ dạ. Cái đợt con đi chung với mấy anh chị bên kia về rồi có gặp chú không? Không, không gặp. Cái ngày mà phát đến 80 mấy người á? Ở trên này. Dạ trên đó đó. Cũng không có gặp luôn. Dạ. Bị một chân hả chú ha? Bao lâu rồi chú? Cái này bị năm 90 rồi. Năm 90 đến giờ luôn. Dạ. Giữ sức khỏe nghe chú nghe. Dạ chú Chip, mấy nay ngoài kia có ai gửi cơm nữa không? Rè họ nó mới cho chứ còn không có đem cơm tới. À không ai đem cơm tới giống như con hết ha. À. Dạ giữ sức khỏe nghe. À. Nhớ nghe thần kinh tọa đừng có uống thuốc nha. Dạ dạ. Bác sĩ trẻ bệnh đông y nữa mà. Dạ dạ. Mấy chú mấy bác dạ vô trong đây ngồi giúp con ha. Ôi mấy chị, sao có ghế mình ngồi dưới đây. Như chi của chân của chị là bị lâu chưa? Lâu. Bao nhiêu năm rồi chị ha, cái đây nè. Chân đây hả, chắc cũng 25 năm. 25 năm rồi. Hôm nay có ông xã không? Không. Ông đâu? Ở nhà. Chị hôm qua luôn. Tại ý ông chú cũng không có, không cho. Ồ vậy đó hả? À, dạ chắc đại diện ha. Tại vì nhiều quá, tại nhiều quá. Dạ. Dạ dạ. Như mình là người nhà hả cô? Cô cũng bệnh hả cô ha? Là chỗ nào đâu? Ồ phát ngay tay đây luôn. Năm nào chứ cô ha? Cũng là 15 tuổi. 15 tuổi bị rồi. 15 tuổi là bị, năm nay là 57 tuổi rồi. Dạ. 57 tuổi. Cho con hỏi thăm hồi xưa sao bà con mình đến với núi Sạn đây vậy bà con? Dạ là hồi xưa là ở đây có cái bệnh viện khoa phong đó, rồi sau đó mình tới đây mình điều trị rồi mình ở đây luôn. À cắt nhà ở đây ở luôn, là nhà đó là người ta cắt cho mình hay là mình nhà đó hồi đó ra đất trống
Rồi đầu cái có người mua rồi có người kiếm chút cỡ gì đó. Dạ. Vậy là hồi đó là đất trống nhiều rồi mình ra mình dựng đại cái lều mình ở. Sao? Hồi đó là trực thuộc ở đây có đất quân biệt không? Khu này rừng không hả bác ha? Khu này có ai đó, rừng không hả? Dạ. Hồi xưa là chắc không có nhiều người lên đây đâu ha. Dạ sao bác? Khu vực trên đây là mộ của người bệnh không nè. Mộ không á. Mộ của người bệnh. À người bệnh mất là chôn ở đây luôn. Ồ. Xung quanh đây đó ha. Sao chú Đốc ơi, sao? Thì hồi đó hồi thầy Phêrô nuôi bệnh nhân á, cho đơn cát trong bệnh viện ban đầu chôn trên này không là mấy ông Phêrô đó ha, thầy Phêrô. Dạ. Bây giờ này bác sĩ bây giờ này ở đâu có cho chết trong bệnh viện nào, người nào bệnh nặng thì về nhà. Mất ở nhà chứ không có cho mất ở bệnh viện. Dạ con hiểu rồi. Dạ xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì em cũng đã đến đây tiếp đón những quý cô, quý bác, quý chú để mà đến với chương trình trong ngày hôm nay từ anh chị Tiết Hạnh. Và bây giờ thì bà con cũng đã đông đủ rồi, xin mời quý vị hãy cùng đi với em để gặp gỡ những bà con ở quanh đây. Dạ kính thưa quý vị, đây là bác Thi, giống như là một người hội trưởng ở nơi này dành cho những người bị mắc bệnh phong đó quý vị. Con chào bác Thi. Vâng. Dạ. Hôm nay chương trình của mình là 24 người hả bác ha? Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, 24 người trong ngày hôm nay thì mỗi người sẽ được nhận một phần quà, đó là trị giá 500.000 đồng nha bà con nha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe bình an. Dạ. Và con kính thưa bà con, ngày hôm nay á là con xin chia sẻ với bà con mình là từ thổ xưa á, từ thời năm 80 thập niên 80 á thì có một người anh lúc đó anh cũng còn rất là trẻ, ảnh đạp xích lô, ảnh chở khách rồi hầu như là chở những cái cá mắm từ dưới Cửa Bé lên chợ Đầm rồi chở vòng vòng đó, và ảnh mưu sinh bằng nghề xích lô. Rồi trong một ngày thì ảnh kiếm được bao nhiêu tiền đó thì ảnh đổi ra thành những cái rau củ quả, đặc biệt là chuối, để mà mang đến Vĩnh Hải này chia sẻ đến bà con bị bệnh phong. Và anh đó là anh Tiết, ảnh là một người võ sĩ vừa chạy xích lô mưu sinh vừa đánh võ đài, để mà gọi là đam mê của ảnh đó. Và ảnh là độc cô cầu bại trong cái làng võ đài, ảnh là thuộc võ đường Vĩnh Minh, đó là anh Vĩnh Quốc Tiết năm xưa. Và ảnh lúc nào cũng thương nhớ bà con của mình hết á, và thay lời của ảnh thì ảnh mong muốn bà con mình được nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc nha bà con. Dạ. Và đặc biệt nữa ảnh cũng là một người theo bên Công giáo, cho nên là cầu ơn trên ban phước lành đến với toàn thể bà con mình. Dạ. Bác Thi, đây là bác Thức. Bác Thức có điều gì muốn chia sẻ không bác Thức? Dịp Tiết đã ở nước ngoài đó, chú quan tâm đến anh em bệnh nhân của cái vùng núi Sạn này, thì tôi cũng thay mặt đại diện cho tất cả anh em bệnh nhân ở khu vực núi Sạn này thật cảm ơn anh Tiết rất nhiều. Và tôi cũng nhớ lại mang máng rằng có một người mà giờ lợi vừa mới kể đó, thì cũng tôi cũng đã biết là đã đến đây giúp đỡ anh em bệnh nhân, là lúc đó tôi còn mới nhập viện. Thành chỉ biết mang máng thì tôi rất thành thật cảm ơn anh Tiết đã thời gian thật là lâu mà vẫn còn nhớ anh em bệnh nhân của chúng tôi tại nơi đây. Tôi rất lấy làm dạ rất xúc động. Xúc động quá bác ha. Dạ cảm ơn anh Tiết nhiều, và cầu chúc cho anh Tiết ở trong bàn tay yêu thương của Chúa, để Chúa ban nhiều phước hạnh nhiều nữa đối với gia đình anh cùng gia đình hiện tại và về sau. Dạ cảm ơn bác Thức. Bác Thức ơi, hôm nay bác Thức có mang theo cái người bạn của mình không? Có. Dạ bà con ơi, bây giờ thì cho phép con
lấy thêm một chút thời gian của bà con nữa nha, cho con khoảng 5 phút để bác Thức trình bày những cái nhạc phẩm mà được thổi qua cái tiếng kèn harmonica. Tại vì đây cũng là gọi là mỗi lần mà gặp bà con á, thì bác Thức lúc nào cũng mang theo cái kèn này, lúc nào cũng muốn chia sẻ những cái ca khúc hay đến với bà con mình. Dạ, hôm nay bác Thức trình bày bài gì bác ơi? Thì cái lễ nói là cái bài này anh Tiếc cũng phải biết, con cũng đã biết, đó là bài Việt Nam Việt Nam. Dạ. Dạ rất là tuyệt vời. Dạ con cảm ơn bác Thức rất là nhiều nha bác Thức ơi. Dạ bây giờ thì cho phép con được tiến hành tặng quà đến bà con luôn nha. Dạ mỗi phần quà của bà con mình hôm nay là một người là 500.000 đồng. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Dạ em mời chị Phượng. Bây giờ mình phép bắt đầu từ bác Thi đi. Bác Thi. Dạ con thay mặt anh Tiết chị Hạnh kính chúc gia đình bác Thi bình an nha. Cảm ơn gia đình anh Tiếp chị Hạnh, cầu chúc được anh Tiếp chị Hạnh và gia đình tất cả được mạnh khỏe bình an và trên cuộc sống và vui vẻ, giúp đỡ những người không may mắn như chúng tôi. Chúng xin cảm ơn. Dạ cảm ơn bác. Dạ đây là bà xã của chú Ngắt Ngư ha. Dạ con thay mặt anh Tiếp chị Hạnh chúc chú với lại cô bình an nha. Bây giờ cô cũng có gì cũng gửi lời là cũng chúc cái gia đình Tiếp và bên đấy cũng được sức khỏe dồi dào, được cũng luôn nhớ về Việt Nam. Đây là cô với chú có gì cũng chỉ xin cầu chúc Chúa ban phước cho gia đình được vạn sự bình an, được theo như ý muốn, luôn luôn được khỏe và nhớ về các anh em bệnh ở bên Việt Nam. Dạ, anh xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Đây là anh Sơn ha, chào anh Sơn. Anh Tuyết chị Hạnh gửi đến gia đình mình 500 ngàn. Cảm ơn. Dạ, chúc anh Sơn nhiều sức khỏe nghe anh dạ, Sơn. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Bên đây xe chị. Dạ, dạ. Con chào chú. Dạ. Dạ, anh Tuyết chị Hạnh thay mặt để gửi đến gia đình mình 500 ngàn. Chúc gia đình mình cảm ơn anh Tuyết của chị Hạnh. Cầu Chúa ban phước cho gia đình nhiều hơn. Cảm dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là chú Chip. Anh Tiết chị Hạnh gửi chú Chip 500 ngàn. Chúc chú bình an nha. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà rồi nhớ là cá tôm ở ngoài chợ là ăn uống phải cẩn thận nha. Dạ, dạ. Dạ. Rồi mời chị. Em cảm ơn anh nha. Chúc anh gia đình anh xin sức khỏe dồi dào. Dạ. Cảm ơn nhiều. Đây của chị, anh Tiết chị Hạnh gửi gia đình chị 500 ngàn. Em cảm ơn anh Tiết với lại chị Hạnh nhiều sức khỏe, xin Chúa ban phước cho gia đình anh chị. Dạ, cuộc sống mình hiện tại là như thế nào đó chị ơi? Dạ, em đang ở bệnh viện. Ồ, ở bệnh viện luôn. Có người nhà ở đây không? Một thân một mình thôi? Dạ. Hay là ở người nhà ở quê? Ở nhà, ở bệnh viện. Ồ, dạ, cố gắng giữ sức khỏe nghe chị nha. Dạ, chúc bình an. Dạ. Chú ơi, anh Tiết chị Hạnh gửi chú 500 ngàn về chúc chú gia đình bình an. Không có gì thì cũng cầu ơn Chúa
cho gia đình có được bệnh hảo, gặp nhau nhiều lần nữa. Dạ, chúc chú sức khỏe nghe chú. Đây chú, anh Tiết Kỳ Hạnh gửi chú 500 ngàn. Chúc anh Tiết Kỳ Hạnh, chú Văn Phước cho có nhiều sức khỏe, dồi dào. Dạ, chú bị cái này thì mưa nắng có bị đau nhất lắm không chú? Có chứ, chứ tí là không mà. Cho nên cái bệnh đây là mưa, nắng không ưa, mưa không chịu. Mùa nắng thì nó da nứt nở, mùa mưa là mình đi là vết thương nó bị nặng rồi. Cho nên thường ta nói là cái bệnh của mình là nắng không ưa, mưa cũng không chịu luôn đó. Dạ, nhưng mà mình còn ngứa không chú? Còn ngứa không? Không, lâu lâu thì nó có ngứa lại, với lại nó bị gân á, lâu lâu nó bị giật. Nhất. Thời chiến nó nhất. Thời trưởng nó nhất kia lắm. Dạ. Nay chú được mấy mươi rồi chú ha? 60 rồi, 65 rồi. Dạ, giữ sức khỏe nghe chú nha. Nhỏ chí. Dạ. Chú đây. Chú đứng qua phía bên kia để em quay rõ hơn ha. Dạ rồi, chị Phượng nói gần với chú Đốc nè. Chú Đốc có điều gì muốn nói không? Dạ, nó cảm ơn trao nhiều. Dạ. Vừa cho chú hai ba lần rồi. Chú cảm ơn gia đình trao sức khỏe luôn luôn nha. Dạ. Chúc chú Đốc nhiều sức khỏe nha. Do con vô trong đây giống như là sân vườn nhà chú Đốc rồi đó. Ha, vô đây nhiều lần rồi. Cũng mát mẻ ha. Dạ, đây kính thưa quý vị, chú Đốc lủi thủi sống có một mình à. Đây là A Mỹ, đây là A Mỹ. Em Mỹ ơi. Chị Hạnh anh Tiết gửi đến em Mỹ 500.000 đồng, chúc em Mỹ sức khỏe nha. Chúc mấy con được bình an. Cảm ơn giúp đỡ mấy người khổ nghèo. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Chúc mừng con nha. Dạ. Chúc mừng con được bình an trong cuộc đời. Và con giúp đỡ mấy người đau khổ, mấy người nghèo, bệnh tật. Chúc rất cảm ơn. Dạ, cảm ơn A Mỹ. Chúc A Mỹ nhiều sức khỏe nha A Mỹ. Dạ, tới phần bác Thức ha. Con chào bác Thức. Ngày hôm nay chào bác nhiều lắm luôn á. Anh Tiết chị Hạnh gửi đến bác Thức 500 ngàn nha. Chúc bác Thức vui vẻ bình an nha. Cảm ơn rất nhiều. Thì nay tôi cũng đã nói rồi. Chúc gia đình của Tiết Hạnh được hạnh phúc trong một tay yêu thương của Chúa và luôn luôn nhớ đến anh chị em chúng tôi ở nuôi sạn này. Khi bệnh tật thì chúng tôi không làm gì hơn. Thì nhờ ngoại cảnh đem đến cho tôi thành thật cảm ơn anh Tiết chị Hạnh đã chú ý đến anh em bệnh nhân chúng tôi tại nuôi sạn này. Tôi tình thật cảm ơn rất nhiều. Dạ, con chúc bác Thức và gia đình sức khỏe, bình an. Dạ. Đây chị đây luôn nè. Thì đại diện cho bà mẹ nằm chỗ đi không được. Thôi mình đại diện xin gửi lời cảm ơn với anh gì? Anh Tiết. Anh Tiết. Có bà xã là được bình an dồi dào sức khỏe trong bình tay Chúa và mẹ Maria. Dạ cảm ơn chị. Rồi em chào chị nha. Anh Tiết chị Hạnh gửi chị 500 ngàn. Chúc gia đình mình bình an nha. Cảm ơn anh Tiết chị Hạnh, gia đình anh Tiết chị Hạnh. Dạ. Mấy nay còn ra ngoài lấy cơm không? Cỏ đầu. Tụi em hổm rày ít phát cơm ở ngoài bệnh viện á, thì ở ngoài đó còn ai phát không? Có chứ. Dạ. Đi chạy ra lấy cơm chay vậy. Ồ, dạ, bà con ở đó không hết phát cơm chay hả? Chiều nay có cơm bếp không đồng nữa kìa. Ồ, dạ, chiều nay có cơm bếp không đồng. Dạ, đó ngồi ăn. Dạ, cố gắng giữ sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn, giữ lại. Dạ, dạ. Hết cô đây luôn nha. Anh Tiết chị Hạnh gửi gia đình cô 500 ngàn. Chúc gia đình cô sức khỏe. Cô cũng cảm ơn vợ chồng Tiếp nhớ có lòng thương xót anh em bệnh nhân của tôi. Bây giờ nói người dẫn ngoài này rất cảm ơn. Và cũng cảm ơn cháu Lợi. Nhờ có cháu Lợi mới bắt cái cầu việc đó. Có anh em chúng tôi mới có được cái chúng quà này. Vậy cô cũng cảm ơn cháu Lợi. Dạ. Và cũng cảm ơn gia đình anh Tiếp. Chú ban phước cho gia đình được đại ơn của ngài. Và ban phước đã làm ăn phát đạt và giúp trợ cho chúng tôi mỗi ngày trong hàng năm. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Chú đây. Dạ con mời chú. Chú anh Tiết chị Hạnh gửi đến gia đình chú. Dạ, 500 ngàn. Cảm ơn anh Tiết chị Hạnh. Cầu chúc cho anh Tiết chị Hạnh thượng đỡ ban nhân có sức khỏe dồi dào. Dạ, chúc mừng anh. Dạ dạ.
Chú ơi, anh Tiếp chị Hạnh gửi đến chú 500.000, chúc chú bình an. Tôi xin cảm ơn đến anh Tiếp chị Hạnh. Tôi là cũng đi xích lô năm 68 đến năm 90 mấy, nhưng mà nếu trời bây giờ có gặp mặt chú thì tôi có thể biết bây giờ nói qua chắc. Thôi cảm ơn chú và chồng chú nha. Rồi. Dạ, cảm ơn chú. Đây ha. Cô, anh Tiết chị Hạnh gửi đến gia đình cô 500.000, chúc gia đình cô bình an. Thì em cũng cảm ơn anh Tiết chị Hạnh ở bên đó cũng dồi dào sức khỏe, với lại các em ở đây cũng cũng mạnh giỏi luôn, cũng giúp đỡ bà con rất là cảm ơn. Dạ. Chị gái đây nữa ha. Vậy à. Rồi anh Tiết chị Hạnh gửi đến ba em 500.000 nha. Dạ. Chúc sức khỏe nghe. Con mời cô. Cái đa viên không có danh sách ở đây. Ồ vậy đó hả? Vậy cô đợi con lúc ha. Không có danh sách. Dạ. Đây chú, anh Tiết chị Hạnh gửi đến gia đình của mình 500.000. Dạ, chú giữ sức khỏe nghe chú. Dạ. Đây chú ơi, anh Tiết chị Hạnh gửi đến chú 500.000, chúc gia đình chú bình an nha. Vâng, cảm ơn anh Tiết chị Hạnh, xin chú mẹ cho anh Tiết chị Hạnh được bình an. Dạ. Dạ. Chú ơi, anh Tiết chị Hạnh chúc chú bình an. Dạ. Cảm ơn chú chị Hạnh nha. Dạ, chào chú nghe. Rồi, tiếp tục chú 500.000 của anh Tiết chị Hạnh gửi đến chú. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nghe chú. Dạ. Cho con quay cái chân chú chút được không? Dạ. Cái này chú bị năm nào vậy chú ơi? Dạ nó cũng mới đây à. Mới đây thôi. Ờ, mới đây à. Mà sao mà phải đi cắt vậy chú? Đó con quẻ nó dẫn đi. Vậy đó hả? Dạ. Quẻ nó dẫn đi. Mình còn giỡn được ha, vui ha. Dạ, chúc bà con mình sức khỏe nha. À, bác Thi ơi, con còn giữ thêm một phần nữa là của ai vậy? Dạ đây dạ. Cũng 500 mà bà con. 500 á. Dạ. Thôi thì giờ con như một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn gia đình của anh Tiết. Gia đình và cầu chúc nhiều sức khỏe và luôn luôn được nhiều ơn Chúa ban cho gia đình. Dạ. Và mạnh dỗi xin cảm ơn. Dạ con cảm ơn bác Thay. Dạ ngoài đây con thấy một hoàn cảnh nữa cũng ở trong bệnh viện Gia Liễu luôn đúng không bác Thay ơi? Dạ. Dạ. À, bác Thay có thể giới thiệu cái cô đây giùm con được không? Cô ngồi bên đây nè. Cô bị cháy mặt nè. Mi hả? Ờ. Dạ. Bác Thi giới thiệu giùm con. Cô là một cũng là một bệnh nhân phong trước đây nhưng mà rồi cô bị phóng lửa, cô cháy mặt. Cho nên có giúp đỡ được chị giúp đỡ cho cô. Bên em ấy. Chị này là con gái của dạ em. Dạ được chị đây khổ lắm. Đây là hoàn cảnh của bác Thi á, là nói đây là 24 người nhưng mà chị là người thứ 25 không có tên trong danh sách. Nhưng mà anh Tiết chị Hạnh luôn ha. Anh Tiết chị Hạnh gửi đến chị 500.000. À, chúc chị bình an sức khỏe. Dạ con cảm ơn anh chị chị Hạnh. Dạ mình nói khó khăn rồi dạ cười là được rồi. Dạ cười là được rồi. Xin cảm ơn nhân đồ giúp đỡ hoàn cảnh. Cũng ra ông ấy thôi, con cảm ơn. Giờ nó ra nhiều quá, cảm động quá. Dạ, con cảm ơn nhiều. Con xin, con chúc gia đình nó xin Chúa con ban nhiều sức khỏe dèo dèo. Còn giúp đỡ những người còn khó khăn cấp mấy ở đây nữa. Dạ. Con xin cảm ơn. Chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn bác Thi đã mời bà con đến đây. Chúc bác Thi nhiều sức khỏe, bình an. Con xin cảm ơn chú Lợi và cả mấy cô. Dạ. Dạ. Quan tâm đến những người chia sẻ đến những người bệnh nhân phong. Dạ cảm ơn bác. Tôi thật vô cùng biết ơn và dạ. Biết ơn mãi mãi không biết. Dạ chị Phượng ơi giúp đỡ nhiều bà con mình ra ngoài giùm em ha. Chú Chiếp này ở đây, chú Chiếp đi cắt ghế. Giờ cô đây nè chị Phượng. Dìu cô đây nè. Đây là chỗ sân nhà chú Chiếp, chú Đốc, có hai hoàn cảnh ở đây thôi. Sống cô độc, không có gia đình. Mà
hai cây luôn cho nó hai cây khó đi quá. Dạ à, hai cây khó đi ha. Là mình tí nữa, tí hai lần. Dạ rồi tới đây thì ổn rồi. Dạ. Cẩn thận nghe con nghe, chị Phượng ơi còn bắt thức nữa kìa. Rồi dì bắt thức luôn ha. Dì vậy lại bắt thức đi được ha. Rồi. Con chào bác thức nghe. Trong kia thì đế. Dạ. Dạ. Dạ 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 cảm ơn bác. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ dạ. 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 À bữa nào thấy cơm con vô là chặn lại ha, chứ còn để tới đây là đi không nổi. Hồi nãy cái chị hồi nãy là chị ở trên Hòa Tân á, Cam Tân á, nhà chồng của chị trên đó đó. Ồ là cái làng Phong bên trên Cam Tân á hả? Trước mà tôi có xin anh có nói chị tại vì nếu có thể được thì anh con sẽ tới. Dạ, dạ anh xin suất là thôi cho chị có. Cho đó chỉ mười mấy người thôi đúng không? À cũng mười mấy người già không à. Dạ dạ rồi con sẽ tới mà. Dạ. Nằm trong dự trù của con rồi. Cảm ơn chú. Dạ rồi Am Ý về ha Am Ý. Dạ một lần nữa cảm ơn bà con mình đã bỏ thời gian đến với nơi này. Dạ chị ở Cam Tân đúng không? À, em sẽ đến Cam Tân một lần nữa đó. Tại vì em vẫn để dự trù 10 phần hoặc hơn 10 phần chút xíu để dành đến bà con mình. Tại vì nghe bác Thi với lại những bà con đây nói trên Cam Tân cũng có đâu đó khoảng 10 người hoặc 10 hơn 10 người chút xíu. 12 người dạ dạ. Dạ rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe ha. Mời bà con về. Dạ. Dạ. Ôi bác Chip ơi, bây giờ cho con vô trong con tham quan chút xíu được không? Được được. Nhà mình ở đây là từ năm nào vậy bác Chip? Năm 90 tới giờ. Từ năm 90 tới giờ. À. Chỉ đơn sơ vậy thôi đó hả bác? À. Bác Chip này được mấy mươi rồi? Này coi như là 78. Ồ 78 là tuổi Tuất, tuổi Hợi hay là cái tuổi quên rồi. Chắc tuổi Hợi đó. Dạ. Đó sinh sống có mình vậy thôi. Quê thì ở Tu Bông. Dạ quê Tu Bông Vạn Giả ha. À, Tu Bông Vạn Giả. Rồi cái chỗ ngủ đây của mình. À. Dạ. Rồi giặt đồ là mình tự giặt luôn ha bác. À, mình tự giặt luôn. Tự giặt luôn ở trong đây. À, nhà vệ sinh luôn. Ồ. Hồi xưa là bên nhà thờ Tin Lành người ta cấp cho mình đó hả bác? À. Dạ, cố gắng nha, giữ sức khỏe nha. À. Rồi thay mặt anh chị Tiết Hạnh chúc bác nhiều sức khỏe bình an. Dạ, con xin chào. Chúc lại vạn sự an lành. Dạ, dạ.